Chào mừng anh em đã quay trở lại. Và trong video lần này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với mục đánh giá sản phẩm, mà cụ thể là một chiếc laptop. Sản phẩm được lên bàn mổ trong video này sẽ là một chiếc laptop 2-in-1 Dell XPS 139365, phiên bản cấu hình cao nhất với RAM 16GB, chip Core i7 và mức giá rẻ gấp rưỡi so với một chiếc iPad Pro mà anh em có thể tìm thấy tại hệ thống cửa hàng của laptop2tech.vn. Bây giờ sẽ là những đánh giá chi tiết của mình về con hàng này để cho anh em xem là thấy mức độ đáng sở hữu của nó đến đâu. Về cơ bản, như đã đề cập thì Dell XPS 139365 là một mẫu laptop với thiết kế dạng 2-in-1, tức là có thể gập ngược màn hình ra sau lưng để sử dụng như một máy tính bảng. Thiết kế này có thể coi là một bước tiến mới dành cho những loại Ultrabook siêu mỏng nhẹ trong việc cạnh tranh với Apple. Nhưng điều thú vị ở con laptop của Dell sẽ nằm ở việc đây cũng là một trong những chiếc laptop đầu tiên được trang bị chip Core i-Series nhưng không hề sử dụng quạt. Tức sẽ giúp máy vừa mỏng nhẹ hơn, vừa nhẹ hơn và không hề phát ra tiếng ồn khi sử dụng. Sự mỏng nhẹ của chiếc XPS 139365 có thể thấy rất rõ ràng ở số đo 3 vòng, đó là 30,4 x 19,9 x 1,37cm. Tức to hơn một quyển sổ A4 một chút cùng cân nặng là 1,23kg là rất dễ dàng để đặt lên khuỷu tay để sử dụng như một máy tính bảng cỡ lớn mà không sợ mỏi. Sự sang trọng trong thiết kế của laptop Dell cao cấp tiếp tục được thể hiện rõ ràng thông qua các chất liệu cấu thành lên máy như là vỏ ngoài được ốp bằng hai tấm nhôm lớn được cắt kim cương kết nối qua bản lề kép, giúp màn hình gập tới 360 độ rất cứng cáp. Ở trong là màn hình tràn viền Infinity Edge đặc trưng của Dell cùng hệ thống camera kép nhận diện khuôn mặt. Và mặt C được phủ bằng sợi carbon cao cấp, tất cả đều toát lên vẻ cao cấp của riêng laptop Dell. Tuy nhiên, để đánh đổi lấy sự mỏng nhẹ siêu mẫu thì chiếc laptop này lại rất keo kiệt về cổng kết nối, chỉ bao gồm hai cổng USB-C kiêm luôn cổng sạc và Thunderbolt 3 và jack tai nghe 3,5mm cùng một khe thẻ nhớ microSD hết. Tức là nếu muốn kết nối với các thiết bị truyền thống, chúng ta không còn cách nào khác là phải mua thêm adapter. Khả năng nâng cấp của máy cũng khá hạn chế khi chỉ cho phép thay ổ SSD NVMe thông qua nắp lưng, nhưng cũng cần phải có một tuner vít chuyên dụng do Dell sử dụng loại ốc vít 6 cạnh thay vì là 4 cạnh như bình thường. Về cách sắp xếp camera, có một điều khá kỳ lạ là Dell lại sắp xếp cụm camera kép nằm ở cạnh dưới màn hình, mà họ cho rằng kiểu sắp xếp này sẽ phù hợp khi mà người dùng đặt máy theo chế độ túp lều, tức gập ngược màn hình ra sau và bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa để trở thành một chân chống màn hình. Điều này cũng cho thấy cách làm của Dell là một con dao hai lưỡi, vì nếu sử dụng ở kiểu bình thường của laptop thì camera sẽ hầu như là chỉ nhìn cầm người dùng. Còn ở chế độ lều gấp thì bàn phím lại không xài được. Do đó, đây sẽ là một nhược điểm về thiết kế của chiếc XPS 9365. Đó là tất cả những gì về mặt thiết kế mà chúng ta có thể nói về chiếc Dell XPS 139365. Và nhìn chung, nó tiếp tục mang đến nét riêng về đẳng cấp thiết kế của Dell, rất đẹp, sang và nổi bật. Nhưng phải đánh đổi lấy sự thiếu hụt lớn về khả năng kết nối ngoài mà chúng ta sẽ phải cân nhắc khi mà lựa chọn. Tiếp đến sẽ là về bàn phím và touchpad. Thì vì là một chiếc laptop siêu mỏng nhẹ, đầu tư mạnh về thiết kế nên cái đánh đổi tiếp theo sẽ là cảm giác gõ phím trên chiếc Dell XPS 9365. Bàn phím có kích thước nhỏ hơn bình thường, hành trình phím rất là nông nên cảm giác gõ nhìn chung là hơi hững một chút và dễ gõ sai hơn bình thường. Đặc biệt là với các anh em đã quen xài bàn phím cơ thì chắc chắn là còn cảm thấy tù hơn hẳn rồi. Nhưng đó là nhược điểm chung của laptop siêu mỏng nhẹ. Bù lại thì phần khung bàn phím rất là cứng cáp, không bị flex khi mà nhấn mạnh. Bên cạnh đó, phần touchpad của máy thì thực sự là tuyệt vời nhờ kích thước khá rộng rãi, được phủ carbon nên là sờ vuốt rất mịn, sướng tay, hỗ trợ tiêu chuẩn Windows Precision nên các thao tác đa điểm hay là thao tác cử chỉ đều rất là mượt mà. Nhưng cũng như bàn phím thì các nút bấm chuột trên touchpad cũng hơi nông hơn bình thường, bù lại thì cảm giác bấm khá chắc chắn, không ọp ẹp. Về màn hình thì chiếc Dell XPS 139365 sử dụng màn hình 13,3 inch, độ phân giải là Full HD trên tấm nền IPS LCD của Sharp. Mẫu máy tính này cũng có tùy chọn màn hình lên tới là QHD 3200x1800, tức là cũng xấp xỉ tiêu chuẩn 4K nhưng sẽ phải đánh đổi lấy thời lượng pin kém hơn rất nhiều. Chất lượng tấm nền màn hình của máy nhìn chung là tốt khi sự phân bố đèn nền rất ổn, không có hiện tượng bị phản chiếu đèn nền khi mà nhìn ở góc. Màn hình cũng rất sáng so với tiêu chuẩn chung với độ sáng tối đa lên tới là 425 nit. Đủ để sử dụng và nhìn rõ ràng ngoài trời nắng. Nhưng nhược điểm là màn hình này lại không được trang bị lớp phủ chống chói nên rất bóng và dễ bị lóa khi mà gặp ánh sáng mạnh. Về chất lượng hiển thị, màn hình của máy cho khả năng đáp ứng là 70% giải màu sRGB và 44% Adobe RGB. Đây là những con số không hề cao và hệ quả là màu sắc hiển thị trên màn hình sẽ nhạt hơn, không rực rỡ so với bình thường. Bù lại thì màn hình của chiếc Dell XPS 13 này hỗ trợ thêm bút Active Stylus của Dell nên anh em có thể sử dụng để viết vẽ ghi chú sáng tạo nghệ thuật khá là tốt. Nói chung, phần thể hiện về màn hình của chiếc Dell 9365 này theo mình là ở mức trung bình khá khi xét với tiêu chuẩn của laptop cao cấp. Khi độ sáng cao và hỗ trợ bút sẽ phải bù trừ cho độ phủ màu không cao so với mặt bằng chung và mặt kính bóng, hay là chính xác là rất bóng, khó nhìn ngoài trời. Về cấu hình, như đã đề cập ban đầu, phiên bản Dell XPS 139365 mà mình thử nghiệm sử dụng, cấu hình đụng nóc của dòng này luôn, bao gồm con chip Core i7, 7i75.
RAM 16GB SSD 256GB NVMe, dung lượng RAM 16GB DDR3 hàn chết trên bo mạch. Và chiếc SSD 256GB NVMe là những điểm bù đắp tốt cho chiếc Dell XPS này về khả năng đa nhiệm và tốc độ tải, khi có thể mở hàng chục tab trình duyệt hay nhiều file bản tính mà không bị loát lại. Khả năng sao chép dữ liệu cũng nhanh mà anh em có thể thấy thông qua các kết quả benchmark đã hiển thị. Về hiệu năng, chúng ta sẽ nói sơ qua về nhân vật chính là con chip Core i7-7i75. Thì đây là mẫu chip được thiết kế cho các thiết bị không dùng quạt với TDP rất thấp, chỉ 4,5W, tức là giống với dòng Core M nhưng cao cấp hơn nhờ xung nhịp cơ bản cao hơn và cho phép Turbo Boost lên tới 3GHz tùy tác vụ. Tuy nhiên, kể cả có cộp Mach i7 vào trong nữa thì chúng ta cũng không thể phủ nhận với các con chip có TDP thấp là khả năng làm việc nặng bị hạn chế hơn rất nhiều. Kể cả khi so với các con chip dòng U của chính Intel, khả năng làm việc của máy là nhanh ở điều kiện bình thường, nhưng khi gặp các tác vụ nặng thì sẽ rất ì ạch do giới hạn của chip điện áp thấp. Kiểu như render video, After Effects hay là Photoshop nhiều layer chẳng hạn, hiệu suất chơi game của máy thì không đến nỗi nào khi so với mặt bằng chung chip ULV nhờ sử dụng chung chip đồ họa Intel UHD 615 như nhiều con chip dòng Kabilex khác. Các bài test đồ họa và một số game online đã cho thấy điều đó khi mà chiếc Dell XPS 139365 có thể chạy ổn một số trò chơi thông dụng ở thiết lập cấu hình thấp. Nhưng mình nghĩ là cũng có ít anh em nào muốn chơi game trên con máy 13 inch này đâu, mà thay vào đó để làm việc sẽ tốt hơn. Còn về khả năng tản nhiệt, trong bài kiểm tra stress test của mình thì nhiệt độ tỏa ra của CPU cao nhất trong ngưỡng là 75 độ. Theo phép đo Fermat, được cái là do thiết kế không dùng quạt nên anh em cứ yên tâm là kể cả bắt máy có làm việc nặng đến đâu thì nó cũng không hề phát ra tiếng ồn, độ yên tĩnh là tuyệt đối. Cũng như là việc sử dụng vật liệu tản nhiệt tốt, nhiều kim loại nên nhiệt độ trên bề mặt máy hầu như là khá mát mẻ, dao động trong khoảng là 26 đến 30 độ. Nhưng nếu chạy stress test lâu thì có thể lên tới ngưỡng nguy hiểm là 50 độ ở vị trí bàn phím trên CPU. Và đây chính là hậu quả của việc không có quạt. Nhưng mình cũng nhắc lại là sẽ chẳng có ai muốn con máy siêu mỏng nhẹ này làm việc mắc tải lâu đâu. Về âm thanh, chiếc Dell XPS 13 được trang bị cặp loa kép âm thanh nổi bố trí ở hai bên cạnh hông và thành thực mà nói, nó cho chất lượng không được tốt cho lắm với tiêu chuẩn tai trâu của mình. Giải âm trầm khá kém, giải âm cao không đồng đều và nếu bật loa cao hơn thì dễ bị tiếng vang. Nói chung là quả loa của con máy này theo mình ở mức trung bình thấp, không nổi bật. Cuối cùng thì sẽ là về thời lượng pin. Đây có thể nói là điểm rất sáng của chiếc Dell XPS 139365. Nó được trang bị quả pin là 46Wh và bộ sạc USB-C 50W hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery và kết quả là thời gian sạc pin khá là nhanh, chỉ lên quanh 1-2 tiếng là đầy pin từ mức 0%. Thời lượng sử dụng của chiếc XPS 139365 thực sự rất tuyệt khi có thể trụ được tới 11 giờ trong điều kiện tiêu chuẩn là màn hình để sáng 50%, lướt web qua Wi-Fi và làm việc hỗn hợp như là gõ văn bản, xem video Full HD. Tức là anh em hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái con laptop này trong ngày mà không cần phải mang theo sạc. Dù chiếc sạc thì cũng rất là gọn nhẹ và dễ thương thôi. Trong khi đó, nếu để chạy mắc tải như là chơi game nặng hay là Fermat thì máy chỉ trụ được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mình tiếp tục nhắc lại là sẽ chẳng ai làm thế trong điều kiện bình thường cả. Nhìn chung, với những đánh giá của mình mà nói thì chiếc Dell XPS 139365 sẽ tìm được khá nhiều đối tượng khách hàng trong điều kiện hiện nay. Nó có một thiết kế đa năng, có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thay vì là bó buộc ở kiểu của laptop truyền thống. Hỗ trợ bút và chất liệu cao cấp, cấu hình mạnh, thời lượng pin rất tốt trong mặt bằng chung Ultrabook là những thứ mà anh em có thể nghĩ về con laptop này. Và dĩ nhiên, đã là Ultrabook thì cũng có nhược điểm của riêng nó như là khả năng kết nối hạn chế. Tấm nền màn hình có chất lượng không cao và nếu muốn chất lượng cao thì lại phải đánh đổi thời lượng pin. Cũng như là việc không dùng quạt lẫn thiết kế camera hơi dở là những con dao hai lưỡi. Nhưng mà xét cho cùng, đây vẫn sẽ là một sự lựa chọn đa năng rất thú vị mà anh em có thể cân nhắc hiện nay. Mà theo mình thì ít nhất là còn hơn việc mua một con iPad Pro. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ cũng như là quan điểm của bọn mình về chiếc Dell XPS 139365. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.